Tòa án Nhân dân thị xã Cờ Lò, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 8 năm tù đối với Đinh Khương Linh. Sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội cướp tài sản. Đây là kẻ đã gây ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Thu Thủy, thị xã Cờ Lò vào ngày 1 tháng 2 theo hồ sơ vụ án vụ cướp xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 tại một phòng giao dịch của ngân hàng có chi nhánh ở thị xã Cờ Lò. Thời điểm đó Linh bịt mặt, mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy, táo tợn xông vào phòng giao dịch để cướp tiền. Đối tượng sử dụng hung khí là dao nhọn và lưu đạn giả rồi đe dọa uy hiếp nhân viên. Sau khi lấy được một số tiền, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.